Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tết Trần TV và như thường lệ đây sẽ là khoảng thời gian dành cho những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam. Các bạn thân mến, vòng chung kết U23 châu Á 2024 chuẩn bị diễn ra nhưng đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta chưa bước vào giải đấu đã để thua một thống kê liên quan đến giá trị đội hình của các cầu thủ và đặc biệt là thua chính người hàng xóm là U23 Indonesia. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, Việt Nam là đội đứng thứ tư từ dưới lên về giá trị đội hình. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 2,43 triệu euro bằng một nửa Indonesia. Nhóm các cầu thủ đắt giá nhất của U23 Việt Nam là những người giàu kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia như Văn Khang, Thái Sơn, Đình Bắc, Vĩ Hào. Những cầu thủ này có giá khoảng 100.000 đến 200.000 euro. Người đắt nhất là Vĩ Hào. Tiền đạo của Bình Dương được định giá 200.000 euro. Ngoài ra, các tuyển thủ khác hầu như dưới 100.000 euro. Có cầu thủ chỉ có giá 10.000 euro. Với con số 2,43 triệu euro, U23 Việt Nam hơn 3 đội là Thái Lan, Malaysia và Jordan. Thái Lan không thể mang theo đội hình mạnh nhất đến với U23 châu Á. Họ mất rất nhiều cầu thủ quan trọng, đặc biệt là Suphanat với trị giá 770.000 euro. Nên Thái Lan bị suy giảm sức mạnh và giảm sút giá trị trên sàn chuyển nhượng. Tổng giá trị của họ cũng gần như thấp nhất vòng chung kết, chỉ 2,03 triệu euro. Thái Lan nhỉnh hơn Malaysia với trị giá đội hình khoảng 1,98 triệu euro và Jordan là 1,15 triệu euro. Tất cả đều thua xa Indonesia với tổng giá trị đội hình là 4,48 triệu euro. Đội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia đang thi đấu ở cấp độ U23. Tại Đông Nam Á, đội hình đắt giá nhất chính là của Indonesia. Không phải những ngôi sao nhập tịch như Ivan Jenner hay Rafael Struik. Cầu thủ đắt nhất của đội bóng này là Ricky Rido với giá 400.000 euro. Đứng dưới anh là Ferdinand và Jenner cùng có giá 300.000 euro. Nhìn toàn giải, đội giá trị nhất là Nhật Bản với 12,6 triệu euro. Ngay dưới họ là Hàn Quốc với hơn 11 triệu euro. Cầu thủ giá trị nhất của Hàn Quốc là Jang Hyun-jun có giá 2 triệu euro. Đáng tiếc khi Hàn Quốc không thể đưa sang Qatar Lee Kang-in, còn Nhật Bản là Kubo. Nếu có hai ngôi sao với tổng giá trị 80 triệu euro này, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ càng đáng gờm. Ngoài những thống kê liên quan đến giá trị đội hình, thì các cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta tiếp tục nằm trong một nhóm thống kê vô cùng kém tại vòng chung kết U23 châu Á, đó chính là liên quan đến vấn đề về chiều cao. Các cầu thủ của chúng ta thuộc nhóm các cầu thủ thấp nhất tại vòng chung kết U23 châu Á. Theo đó, thông số của các cầu thủ U23 Việt Nam là 1,763m và thấp thứ 3 trong số 16 đội tham gia giải đấu. Tính riêng trong bảng D, U23 Việt Nam sở hữu cả cầu thủ cao nhất là thủ môn Trần Trung Kiên 1m91 và cầu thủ thấp nhất là hậu vệ Hồ Văn Cường 1m63. Tuy nhiên, tính riêng trong bảng D, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn có lợi thế thể hình khi có chiều cao trung bình tốt hơn các cầu thủ U23 Coes 1,7626m và đội tuyển U23 Malaysia là 1,7609m. Đây cũng là hai đội có chiều cao trung bình kém nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đội bóng còn lại ở bảng D là U23 Uzbekistan có chiều cao trung bình là 1,772m và xếp thứ 11 tại giải. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, chiều cao trung bình các đội tham dự là 1,789m. Thủ môn Yu Jin Jong cao 2m của đội tuyển U23 Trung Quốc là cầu thủ cao nhất. Hậu vệ Phong Ek Manikorn 1,6m của đội bóng U23 Thái Lan là cầu thủ thấp nhất giải. Mặc dù những thống kê vừa rồi không mấy tích cực với các cầu thủ của U23 Việt Nam, tuy nhiên hai cầu thủ của chúng ta lại được AFC nhắc tên, đó chính là Nguyễn Thái Sơn và Khuất Văn Khang. Đây là hai cầu thủ mà AFC cho rằng sẽ là những cầu thủ đáng chú ý tại vòng chung kết U23 châu Á. Trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á bất ngờ nhắc tên bộ đôi tiền vệ Khuất Văn Khang và Nguyễn Thái Sơn của U23 Việt Nam. AFC đánh giá Văn Khang và Thái Sơn là hai cầu thủ đáng chú ý bậc nhất của U23 Việt Nam ở bảng D được dự báo là khó khăn trước những đối thủ như Kuwait, Malaysia và Uzbekistan. Theo Liên đoàn bóng đá châu Á, các đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thường chơi rất tốt trước các đại diện Tây Á và U23 Việt Nam là ứng cử viên nặng ký cho tấm vé vào vòng loại trực tiếp giải U23 châu Á năm nay. Thực tế, dù là thành viên đội U23 nhưng cả Văn Khang lẫn Thái Sơn đều là những tuyển thủ quốc gia. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng tài năng của cả hai đều đã được khẳng định.
Đây cũng là hai cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của U23 Việt Nam tại giải lần này. Hành trình của U23 Việt Nam sẽ bắt đầu với trận mở màn gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4, tiếp đó là chạm trán U23 Malaysia vào ngày 20 tháng 4 và ngày 24 tháng 4 sẽ là trận đấu gặp Uzbekistan. Trong lịch sử, U23 Việt Nam từng một lần vào chung kết giải đấu là năm 2018 và giành ngôi Á quân cùng thế hệ vàng trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Vẫn liên quan đến vòng chung kết U23 châu Á và đội tuyển U23 Việt Nam, những tin đồn liên quan đến việc thủ môn Quan Văn Chuẩn không thể góp mặt do dính án phạt từ trước đó. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cung cấp thông tin cho rằng thủ môn Quan Văn Chuẩn của chúng ta đã hoàn thành án phạt và sẵn sàng có mặt trong trận đấu ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Quan Văn Chuẩn đủ điều kiện ra sân ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trước đó xuất hiện thông tin Quan Văn Chuẩn bị treo giò hai trận đầu ở vòng bảng giải đấu do anh nhận thẻ đỏ tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Khi ấy, thủ thành của Hà Nội FC bị đuổi khỏi sân trong trận tứ kết gặp U23 Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, án phạt này của Quan Văn Chuẩn được tính vào khuôn khổ vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra vào tháng 9 năm ngoái. Đó là giải đấu mà Văn Chuẩn không góp mặt. Việc anh bị treo giò hai trận là lý do huấn luyện viên Chu Jie không điền tên anh vào danh sách thi đấu vòng loại. Ở vòng loại U23 châu Á 2023, nhà cầm quân người Pháp sử dụng 3 thủ môn là Nguyễn Văn Việt, Cao Văn Bình và Đoàn Huy Hoàng. Thủ môn Nguyễn Văn Việt thi đấu 2 trận đầu tiên gặp U23 Guam và U23 Yemen. Khi tuyển U23 Việt Nam chắc suất đi tiếp sau 2 lượt đầu, thủ môn Cao Văn Bình được tạo điều kiện thi đấu ở trận cuối gặp U23 Singapore. Còn với đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thì sao? Lúc này chiếc ghế nóng, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia vẫn đang bỏ ngỏ và Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn đang thu thập rất nhiều những ứng viên, những CV đang được gửi về để có thể có được cho mình một vị chiến lược gia mới nhất, sớm nhất cho vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hơn 2 tuần sau khi chia tay huấn luyện viên Philippe Chuzier, VFF muốn khẩn trương tìm huấn luyện viên trưởng mới cho tuyển Việt Nam để kịp đá 2 trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Theo nguồn tin của tri thức ZNews, VFF tiếp nhận và sàng lọc danh sách hồ sơ ứng viên huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam từ tuần này. Điểm mới trong cách làm lần này của VFF là VFF sẽ tiến hành phỏng vấn các ứng viên, lấy thông tin từ đó và dựa vào các tiêu chí của mình để thu hẹp danh sách huấn luyện viên. Tiêu chí được đặt ra là huấn luyện viên phải có chuyên môn, theo kịp xu thế chung của bóng đá thế giới và phù hợp với bóng đá Việt Nam. Tuổi tác không phải vấn đề, nhưng quan trọng là huấn luyện viên mới, không được đối đầu với truyền thông hoặc người hâm mộ hoặc có quá khứ tương tự. Các huấn luyện viên từ châu Á được VFF ưu tiên cân nhắc trong nhóm ứng viên được thu hẹp, nhất là những ứng viên từ Hàn Quốc, Nhật Bản có thành tích tốt trong khoảng 5 năm gần đây. Dù vậy, ông Park Hang-seo và Lee Jong-jin không còn là lựa chọn hàng đầu của VFF nữa. Trong 1 đến 2 tuần tới, vào giai đoạn nước rút, VFF sẽ chọn xong ứng viên cuối cùng. Sau đó, đôi bên mới tiến hành đàm phán để ký kết hợp đồng. Dự kiến công bố nhanh nhất vào cuối tháng 4 và chậm nhất vào cuối tháng 5. VFF sẽ không hướng đến huấn luyện viên tạm quyền mà ký hợp đồng dài hạn, tính bằng năm. VFF muốn khẩn trương công bố huấn luyện viên mới trước tháng 6 để tân thuyền trưởng có thời gian bắt nhịp và chuẩn bị cho tuyển Việt Nam đá 2 trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2026, gặp Philippines vào ngày 6 tháng 6 và Iraq ngày 11 tháng 6.